Bên cạnh việc đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19, thì việc người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế như là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế là yếu tố quan trọng để thành phố có thể chung sống an toàn với dịch bệnh trong trạng thái mới. Thành phố Đà Nẵng đang dần trở về cuộc sống bình thường như trước. Nhịp sống của người dân dần trở nên ổn định. Nhiều người tranh thủ đi tắm biển, tập thể dục buổi sáng. Các chợ truyền thống, siêu thị, hàng quán và cơ sở kinh doanh, sản xuất hầu hết đã mở cửa trở lại. Phố xá nhộn nhịp, đông người đi lại, song không lơ là chủ quan, các lực lượng chức năng địa phương thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các phương án phòng chống dịch của người dân. Về bản thân chị thì chị cũng thực hiện theo những cái quy định mà của bên nhà nước đã đưa ra. Nói chung là mình ý thức, mình tự giác thôi. Thì đối với khách đến với khách sạn trong thời điểm này thì quy trình của khách sạn là buộc phải khai báo y tế và phải khách phải dùng nước sát khuẩn, vệ sinh tay và đeo khẩu trang. Bên khách sạn cũng sẽ chuẩn bị để đo nhiệt kế, để đo nhiệt độ cho khách và khách phải khai báo đầy đủ những cái thông tin y tế của mình. Những ngày gần đây, số ca mắc từ thành phố Đà Nẵng có chiều hướng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, việc nới lỏng các hoạt động thành phố, nhất là đi lại của người dân, sẽ có nhiều trường hợp đến về thành phố. Vì vậy, nguy cơ vẫn luôn thường trực, đòi hỏi người dân cần có ý thức sống chung an toàn với dịch bệnh bằng cách tiếp tục đề cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi tham gia các hoạt động, nhất là thông điệp 5K giống như những ngày thành phố đang là tâm dịch. Tập thể dục thì mình cũng phải ý thức phòng chống dịch nữa, tức là phải đeo khẩu trang này, rồi phải thực hiện giãn cách ở ngoài công cộng, tức là phải cách nhau 2 mét. Mình không có tụ tập nơi công cộng.